Còn sao vậy? Uống thêm miếng nữa đi con. Thư, nghe bà nói không? Con không uống nữa đâu. Sao giờ mẹ chưa vô với con? Con ngoan đi. Ba có điện qua nhà dì Hương rồi. Nhưng mà dì nói á, mẹ con không có qua nhà dì Hương chơi. Bây giờ con gái cưng của ba ngoan, uống thêm sữa đi. Một chút nữa mẹ về nhà, biết con trong này, mẹ sẽ vô với con. Nè ngoan nha, uống sữa đi con. Uống cho mau khỏe nè, nghe lời ba đi con. Mâm mâm. Hả? À, đúng rồi, con gái ba ngoan lắm. À đúng rồi. Nè thêm miếng nữa con. Con có sao không con? Mẹ, con có đau lắm không? Mẹ về nghe bà nội nói, mẹ vô thăm con liền nè. Hồi lúc sáng con mới đau, chứ bây giờ con hết đau rồi mẹ. Cũng tại con Thắm á, biết vậy không có giao con cho nó rồi. Em còn trách người ta nữa hả? Người ngoài làm sao người ta lo cho con mình chu đáo được? Trước khi đi đám, anh dặn em á, đi đón hai con, tại sao đùng đẩy trách nhiệm cho người khác? Cũng may là con không sao. Từ bây giờ em dẹp hết đám bạn của em đi. Tôi không muốn á con xảy ra tình trạng giống vậy một lần nào nữa. Thì cũng đại xui rủi thôi. Tôi cũng có quyền đi chơi với bạn bè vậy. Anh lấy quyền gì mà cấm tôi? Nếu em coi trọng đám bạn của em á, thì em cuốn gối theo họ luôn đi. Đừng có ở trong cái nhà này nữa. Nói gì mà cũng nói được. Cuối cùng là em cũng lộ ra cái mặt của anh rồi đúng không? Anh muốn đuổi tôi để anh rước cái con Diệu ra về đúng không? Cô, tôi không. Anh chị, đây là bệnh viện, đề nghị anh chị nhỏ tiếng một chút. Xin lỗi cô. Ba mẹ đừng có cãi với nhau nữa. Thư nè, ba mẹ sẽ không cãi nhau nữa. Con ngoan, bây giờ con ngủ đi. Thư, tối nay mày ngủ với con nha. Dạ. Để mày đỡ con nằm xuống nha. Cẩn thận nha, cục cưng của tôi nè. À, thương lắm nè. Thương lắm, giỏi nha. Tôi ra ngoài đi dạo. Chờ mẹ chút xíu nha. Diệu à, anh, thằng An sao rồi? Hồi nãy nó tỉnh rồi, bác sĩ vừa mới khám cho nó, nó vừa mới ngủ. Sao anh không ở bên phòng với bé Thư? Anh qua đây lỡ bé Thư cần gì thì sao? Có Tuyết ở bên đó với Thư rồi. Vậy sao anh còn qua đây? Lỡ chị Tuyết biết thì sao? Em yên tâm đi, Tuyết không có biết hai mẹ con em ở đây. Sáng mai á, bác sĩ vô kiểm tra lại. Bé Thư không có gì á, thì cho nó xuất viện. Anh qua đây, anh muốn nói chuyện với em. Vậy anh qua đây ngồi đi. Số tiền này. Đề phòng khi nào thằng An nó có cần gì thì có cái mà lo cho nó. Nè, em cầm đi.
Thằng An bây giờ đã qua nguy hiểm rồi, em có thể lo cho nó được. Số tiền anh cho em mượn để phẫu thuật cho thằng An, sau này em nhất định sẽ trả đủ cho anh. Anh không cần phải quan tâm mẹ con em nữa. Em không có muốn chị Tuyết hiểu lầm. Anh xin lỗi chuyện lần trước, anh chỉ muốn giúp mẹ con em thôi. Không ngờ Tuyết biết được. Em cũng là phụ nữ, em hiểu cảm nhận của chị Tuyết. Bây giờ mà đã có gia đình hết rồi, em thấy mình đừng nên gặp nhau nữa thì tốt hơn. Số tiền mà anh cho em mượn, sau khi gom góp đủ, em sẽ gặp anh để trả một lần luôn được không? Tụi em quyết định thôi. Nó đúng là cáo già, là một tốt bụng yếu đuối. Nếu bây giờ mình làm dữ thì anh không cần bên nó thôi.